tháng 11 có gì mới? Trudy TV trân trọng giới thiệu. Sao dám vào đây hả? Thầy nào thế là sẽ không ra đây vào tay người khác. Muốn lấy tài sản của tao hả? Tôi có một món quà dành tặng cho anh đây. Tại sao anh phải khiến cho cuộc đời tôi trở thành một mớ bồng bông như thế này? Mời quý khán giả đón xem Trudy TV Thế giới của bạn.